Kính chào quý khán giả đến với bản tin số 34 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các tin tức về thị trường ô tô vừa diễn ra trong những ngày vừa qua. Đại sứ Indonesia tại Việt Nam khen VinFast có thể sẽ là một trong những bài học cho ngành công nghiệp ô tô của Indonesia. Lộ ảnh chiếc Hyundai Elantra phiên bản hiệu suất cao có thể sẽ ra mắt trong năm nay. Linh và CO09 xe sử dụng chung nền tảng khung gầm với Volvo XC90 có công suất lên tới 427 mã lực. Volvo XC60 thế hệ mới sẽ là ô tô điện. Để đến với chi tiết của bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Tại hội nghị thương mại trực tuyến của Bộ Thương mại Indonesia vào đầu tháng 6 năm 2021, khi được hỏi về VinFast, đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Danny Abdi cho rằng sứ mệnh và tầm nhìn của hãng xe Việt Nam là không thể đánh giá thấp. Đối với một số quốc gia, ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành kinh tế rất quan trọng. Ngoài ra, đó cũng là một trong những cái bộ mặt của quốc gia đó so với bạn bè quốc tế. Sự hiện diện của một doanh nghiệp lớn có thể nâng cao danh tiếng cũng như tạo ra nguồn thu nhập cho một đất nước. Theo đại sứ Indonesia tại Việt Nam Danny Abdi thì câu chuyện của VinFast chứa đựng một loạt những điều thú vị và có thể là một bài học cho ngành công nghiệp ô tô của Indonesia. Đáng chú ý, vị đại sứ Indonesia cho biết nền công nghiệp nội địa của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là từ khi có sự hiện diện của VinFast khơi dậy ý thức tự hào dân tộc trong xã hội Việt Nam. Các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam đã được hỗ trợ nâng cao năng lực để trở thành những nhà cung ứng của VinFast, sẵn sàng là những nhà cung cấp của hãng xe này cho thị trường toàn cầu trong tương lai. Bên cạnh đánh giá cao VinFast thì đại sứ Indonesia cũng bày tỏ lo ngại đây có thể là đối thủ đáng gờm của các doanh nghiệp xứ vạn đảo. VinFast còn có tiềm năng lấn sang cả thị trường Indonesia. Nếu ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam thành công nhờ VinFast thì việc xuất khẩu ô tô từ Indonesia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn với thiệt hại có thể lên tới nửa tỷ USD. Cá nhân mình sau khi đọc được những thông tin này thì mình đánh giá rất cao vị đại sứ của Indonesia. Ông chia sẻ rất chân thành và khiêm tốn. Các cụ ngày xưa đã có câu biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Indonesia và Thái Lan từ trước tới nay toàn kiếm tiền đô la của Việt Nam. Ngược lại thì người Việt mình cũng toàn cúng đô la cho nước họ, làm giàu cho nước bạn mà thôi. Lý do là chúng ta toàn nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng thay thế từ nước bạn. Vì thế mình cho rằng là chúng ta phải ủng hộ hàng Việt Nam. Cái gì cứ made in Việt Nam là mua, thì doanh nghiệp Việt mới có tiền đóng thuế cho nhà nước, trả lương cho công nhân. Từ đó kinh tế mới phát triển, chính trị mới ổn định. Các bạn cứ ủng hộ hàng nước ngoài thì chỉ làm giàu cho họ mà thôi. Sau gần 1 năm hé lộ các thông tin về Elantra N, Hyundai tiếp tục cho công bố những hình ảnh chi tiết về mẫu xe hiệu suất cao này. Hyundai Elantra N tạo điểm nhấn với ngoại thất sơn xanh Performance Blue, đặc trưng của dòng xe hiệu suất cao. Điểm nổi bật ở thân xe chính là bộ la răng có cách tạo hình rất cầu kỳ và phức tạp, tạo thành các hình khối. Vị trí trung tâm là huy hiệu N màu trắng nổi bật. Hãng xe đến từ Hàn Quốc sẽ trang bị cho Elantra N khối động cơ tăng áp 2.0 lít, cho ra tổng công suất lên tới 275 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 8 cấp. Cá nhân mình cho rằng nếu như mà ra mắt sớm trong năm nay và được đưa về thị trường Việt Nam, có lẽ đây sẽ là một trong những mẫu xe được nhiều người ưa thích. Ở trên phân khúc hạng C thì trước đây có Honda Civic cũng có một ngoại hình rất thể thao, rất hiệu năng cao. Tuy nhiên thì ở trên phiên bản mới, Honda đã bỏ phong cách này cho mẫu xe của mình. Linh và CEO thương hiệu trực thuộc Geely của tập đoàn ô tô Trung Quốc sở hữu hãng xe Volvo vừa công bố thông tin sơ bộ về mẫu xe 09, mẫu xe SUV 7 chỗ hạng sang sử dụng chung khung gầm với Volvo XC90. Về tổng quan ngoại hình thì tôi cho rằng là thiết kế quá rối rắm, không tạo ra được bố cục rõ ràng. Cách bài trí không có sự thống nhất, một số các chi tiết được làm quá to và kỳ dị, ví dụ như đèn headlight nằm ở phía bên trên nắp capo xe. Nếu để so sánh với Volvo XC90 thì mình cho rằng là chưa đủ đẳng cấp trình độ về thiết kế. Cái quan trọng là nó phải có những cái nét đặc trưng mang phong cách riêng. Ví dụ như là cụm đèn chiếu sáng của Volvo, người ta sẽ nhớ ngay lấy cảm hứng từ búa Thor, một vũ khí rất nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu. Đổi lại thì bên trong nội thất xe 09 có thiết kế hiện đại bắt mắt với cặp màn hình cỡ lớn trên táp lô và bảng đồng hồ. Khu vực điều khiển điều hòa cũng là dạng màn hình cảm ứng. Cá nhân mình cho rằng điều hòa không nên sử dụng hoàn toàn bằng cảm ứng vì cơ bản là trong quá trình sử dụng sẽ rất mất tập trung để tương tác hoặc ít nhất thì cũng phải có những nút cảm ứng ở trên vô lăng để dễ thuận tiện sử dụng hơn. Xe có ít nhất 6 màn hình bao gồm cả hiển thị trên kính lái HUD, đi kèm với đó là danh sách trang bị hiện đại như đèn pha LED ma trận 84 điểm, hệ thống khử mùi và khuếch tán hương thơm nội thất.
dàn âm thanh vào 14 loa bầu, xe cũng có tùy chọn cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng ghế đôi tách biệt. Sơ bộ về khả năng vận hành thì mẫu xe 09 được trang bị khối động cơ 2.0 lít tăng áp đi kèm với cụm hộp số tự động 8 cấp số. Xe có các biến thể lai nhẹ, hybrid và hybrid cắm sạc cho mức công suất lên tới 249 tới 427 mã lực. Ở phần vận hành thì mình đánh giá rất cao khối động cơ điện của mẫu xe này. Còn về động cơ 2.0 lít tăng áp và cụm hộp số 8 cấp thì chắc lấy từ Volvo, chính vì thế mà cũng không có gì nổi bật cả. Với khối động cơ điện có công suất lên tới 427 mã lực, tôi phải công nhận rằng là chiếc xe này sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm với những mẫu xe còn lại ở trong phân khúc, kể cả Volvo XC90. Và có lẽ cuộc chơi xe điện sẽ còn nóng hơn rất nhiều trong vài năm sắp tới ở tại thị trường Trung Quốc. Volvo xác nhận thế hệ tiếp theo của mẫu xe SUV hạng sang XC60 sẽ được trang bị động cơ thuần điện. Cùng với đó thì Volvo công bố thỏa thuận hợp tác với Northvolt, nhà sản xuất pin tới từ Thụy Điển. Hãng cho biết XC60 thế hệ thứ 3 sẽ là mẫu xe Volvo đầu tiên sử dụng pin của Northvolt. Ngoài ra thì Volvo và Northvolt cũng lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất pin mới tại châu Âu với 3.000 nhân viên, có khả năng cung cấp pin cho khoảng 500.000 tới 600.000 ô tô điện mỗi năm. Vừa rồi là bản tin news số 34 của Auto Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã tham gia theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.